Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 160. Trong phần trước chúng ta thấy là hai vợ chồng Phương Trường Sinh cùng với Diệp Hải Đường đang trên đường tìm kiếm đồng phủ của cổ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mời mọi người chúng ta đến với diễn biến của bộ truyện, xem Phương Trường Sinh đợt này có thu hoạch được gì hay không nhé. Hòn đảo địa thế tây cao đông thấp, phía tây có mấy chục ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất. Ở giữa những ngọn núi bao quanh là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Trung ương đảo nhỏ là một cái hồ rộng mấy chục mẫu, bạch sắc giao long chậm rãi đáp xuống trên bình nguyên. Cách đó không xa là một ngọn núi cao hơn ngàn trượng. Trên núi cây cối rậm rạp, cảnh tượng xanh tươi tốt. Trên đảo cũng không có linh mạch, tự nhiên không có người tu tiên ở lại, cũng không có phàm nhân ở lại. Cách đó không xa có một cái sơn động hẹp dài. Dựa theo Trình Chấn Vũ nói, đồng phủ của cổ tu sĩ này tại bên trong sơn cốc, nhưng trong cốc có cường đại cấm chế. Diệp Hải Đường bước nhanh đi đến sơn cốc, vẻ mặt lộ suy nghĩ. Thế nào, Hải Đường, có thể nắm chắc phá trận hay không vậy? Phương Trường Sinh mở miệng nói. Trình Chấn Phủ thiếu chút nữa thì bị trận pháp đả thương đến. Đủ để có thể thấy được sự cường đại của trận pháp. Có thể, nhưng đây là thay đổi trận pháp, tình huống cụ thể thì phải phá trận mới biết được. Nếu có thể tìm được mắt trận thì tốt rồi. U Nhiên hiểu ý cười, mi tâm sáng lên một trận hồng quang. Từ trong đó xuất hiện một viên châu màu đỏ, có phù văn lưu chuyển không ngừng. Một lát sau, U Nhiên thu hồi Ô Phượng Pháp Mục, nhíu mày lắc đầu nói, ta không phát hiện ra được vị trí mắt trận. Tác động trận pháp mới có thể nhìn thấy mắt trận. Nhìn ở bên ngoài trận pháp không nhìn ra được gì. Diệp Hải Đường mở miệng giải thích, một khi đã như vậy thì chỉ có thể đi vào phá trận. Thanh Linh ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, chúng ta và Hải Đường cùng nhau vào phá trận. Vâng, Kiều Thúc các người cẩn thận. Phương Thanh Linh gật đầu đáp ứng xuống. Phương Trường Sinh, U Nhiên và Diệp Hải Đường đi vào bên trong cốc. Bọn họ vừa đi vào bên trong cốc, trước mắt chợt hoa lên. Bọn họ xuất hiện trên một mảnh bình nguyên hoang vắng, trên đất đầy đá vụn. Một trận cuồng phong gào thét thổi qua, đá vụn trên đất đón gió bay lên, hóa thành năm tên hoàng sắc cự nhân hình thể thật lớn. Bên ngoài năm tên hoàng sắc cự nhân sáng lên vô số phù văn màu vàng, trên tay đều có một thanh hoàng sắc trường kiếm. Năm tên hoàng sắc cự nhân nhẹ nhàng vung thanh hoàng sắc trường kiếm trong tay lên, một trận tiếng xé gió vang lên. Chúng nó từ nhiều hướng khác nhau đánh về phía ba người Phương Trường Sinh, tốc độ rất nhanh. Phương Trường Sinh há miệng, một viên sơn hải châu bay ra, xoay chuyển tròn, hào quang đại trướng, vô số nước ở bên trong trào ra, hóa thành một lam sắc hà lưu chảy xiết, hướng mạnh về phía năm tên hoàng sắc cự nhân. Lam sắc hà lưu đánh bay năm tên hoàng sắc cự nhân ra ngoài, chúng nó trùng trùng ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền đứng lên, lại nhắm về phía ba người Phương Trường Sinh. U Nhiên mượn dùng Ô Phượng Pháp Mục quan sát bốn phía. Có ba chỗ mắt trận, phía đông nam hướng ba khối cự thạch. U Nhiên chỉ vào phía đông nam nói, mượn dùng Ô Phượng Pháp Mục, nàng có thể nhìn thấy ba khối hoàng sắc cự thạch phát ra ba đạo hào quang mỏng manh. Phương Trường Sinh muốn công kích ba khối cự thạch thì Diệp Hải Đường mở miệng ngăn cản. Đợi một chút, Kiều Nương, người cẩn thận quan sát một chút. Người bày trận trình độ rất cao, ta ở bên ngoài đều không nhìn thấy ra một chút dị thường. Đây là thay đổi trận pháp, mắt trận có thể không dễ dàng tìm được như vậy. U Nhiên cảm thấy Diệp Hải Đường nói rất có đạo lý, điên cuồng rót pháp lực vào bên trong Ô Phượng Pháp Mục. Ánh mắt Ô Phượng Pháp Mục đại trướng, nhìn lại bốn phía, tất cả như bình thường. Ánh mắt nàng liền chuyển qua năm tên hoàng sắc cự nhân, phát hiện hai chân của năm tên hoàng sắc cự nhân này hiện ra một chút hào quang mỏng manh. Có năm mắt trận,
chỗ mắt trận ở trên đùi của 5 tên người đá, cộng lại có 8 chỗ mắt trận. Hẳn là như vậy, trừ phi đồng thời phá đi 8 chỗ mắt trận. Nếu ta đoán không sai, phá đi một chỗ pháp trận sẽ tác động trận pháp mới. Đây là liên hoàn trận pháp. Diệp Hải Đường gật đầu nói, vẻ mặt ngưng trọng. 5 tên hoàng sắc cự nhân vọt lại đây, uông nhiên khí tức tăng vọt, nhanh chóng tăng lên đến nguyên anh kỳ. Một đạo tiếng đàn dồn dập vang lên, một đạo lam sắc âm ba dài mấy trăm trượng thổi quét ra, nhanh chóng xẹt qua chân của 5 tên hoàng sắc cự nhân cùng 3 khối hoàng sắc cự thạch. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, chân của 5 tên hoàng sắc cự nhân bị vỡ ra, 3 khối hoàng sắc cự thạch cùng biến thành bụi đất. Chợt hoa mắt, bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái sơn cốc hẹp hòi. Vương Thanh Linh đứng ở cách đó không xa, Kiều Thúc kiều thầm, Hải Đường biểu muội, các người không có việc gì chứ? Phương Trường Sinh lắc đầu nói, chúng ta không có việc gì, phía trước có khả năng còn có cấm chế. Thanh Linh, ngươi ở bên ngoài thuận tiện trợ giúp. Vương Thanh Linh đáp ứng xuống. Thủ ở bên ngoài, 3 người Phương Trường Sinh nâng bước tiến vào bên trong sơn động. Bọn họ thả ra 2 con khôi lỗi thú đi ở phía trước. Sơn động không lớn, uyển chuyển, uốn lượn, kéo dài vào trong đất. Không qua bao lâu, một cái hang đá lớn hơn 100 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, âm phong từng trận. Phương Trường Sinh không tự chủ được lạnh run một cái, tay áo hắn run lên, phệ hồn kim thiền bay ra. Nó vuốt cánh, đánh về phía vách đá gập ghềnh. Phệ hồn kim thiền phun ra từng mảnh lớn hỏa diễm màu vàng, đánh ở trên thạch bích. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một mặt quỷ dữ tợn xuất hiện ở trên thạch bích. Mặt quỷ kịch liệt giãy giụa, phát ra từng trận kêu thảm thiết nhưng không có tác dụng gì. Không qua bao lâu, một quỷ vật dữ tợn từ trên thạch bích bay ra, nhập vào rồi biến mất bên trong miệng phệ hồn kim thiền. Rất nhanh, trên tường đá hiện lên một quỷ vật hình phi xoa màu đen, đồng dạng bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Phương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nơi này không lẽ là một cái động phủ nguyên anh kỳ quỷ tu tọa chứ? Một con lại một con quỷ vật có ngoại hình quái dị xuất hiện ở trên tường đá, đều lục tục bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Đây là bách quỷ phệ linh cấm, trong đó phong ấn lượng lớn quỷ vật. Một khi có người phá cấm, quỷ vật sẽ lao tới công kích trận giả, thả ra kim đan kỳ quỷ vương. Chủ nhân động phủ có khả năng là nguyên anh kỳ quỷ tu. Kiều Kiều, Kiều Nương, các người phải cẩn thận. Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng nói, lấy ra một mặt thuần bài màu đỏ bảo vệ mình. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên gật đầu, rồi cấp cho mình phòng ngự. Một lát sau, phệ hồn kim thiền cắn nuốt một con quỷ vật mặt đen dữ tợn, quay trở về bên người Vương Trường Sinh buồn ngủ. Vương Trường Sinh thu hồi nó vào bên trong linh thú châu. Vách đá sáng lên một trận hoàng sắc hào quang. Sau khi hào quang tán đi, lộ ra mấy cửa đá hình quạt cao mấy trượng. Cửa đá điêu khắc lượng lớn quỷ vật dữ tợn. Phương Trường Sinh khí tức tăng vọt, nhanh chóng tăng lên đến nguyên anh kỳ. Trường vào bên trong hư không cửa đá, một cự trường màu lam lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện ra. Mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam, hùng hăng đập về phía cửa đá. Một tiếng nổ, cửa đá 4 phần ngủ liệt. Một cái thạch thất to 100 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất không lớn, có dấu vết của người mở cổng. Bên trái thạch bích có một cái hố động, bên trong có một ngọn đồng đăng đã tắt. Trung ương thạch thất có một hài cốt hình người. Bên hông hài cốt có một quả trừ vật giới màu lam. Trên người khoác lên một bộ trường bào màu đen đã bị tàn phá. Bên tay trái có một kệ hàng thạch đá. Trên đất bày ra đầy vỏ sò đủ mọi màu sắc cùng một ít khoáng thạch màu đen. Phương Trường Sinh khống chế 2 con khôi lỗi thú đi vào thạch thất, đập vỡ nát hài cốt. Hắn thả ra thần thức, tra xét rõ ràng tình huống của thạch thất, cũng không có phát hiện gì dị thường. Một gã nguyên anh kỳ quỷ tu, dù đã chết rồi, Phương Trường Sinh cũng không dám sơ ý. 2 con khôi lỗi thú tháo trừ vật giới bên người hài cốt xuống, lấy đi thạch chế hóa thượng gì đó, bao gồm cả bộ trường bào màu đen.
Vương Trường Sinh dùng thần thức nhìn quét vài lần, cũng không có phát hiện gì dị thường. Hắn cẩn thận tiếp nhận trữ vật giới, đổ mọi thứ từ bên trong ra. Chỉ là pháp bảo bậc 2, còn có thêm 10 món. Trong đó có một thanh cốt đao màu đen dài 2 trượng, âm khí bức người. Còn có một cái chuông màu vàng rực rỡ, phù văn lưu chuyển không ngừng, tỏa ra một trận linh khí dao động làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Một viên châu màu đen to bằng quả trứng chim bay lên. Sau khi xoay tròn thì một đạo ô quang từ bên trong bay ra. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên nhất thời la lớn. Bên ngoài thả ra một mảnh lam sắc hào quang. Bọn họ bảo vệ Diệp Hải Đường ở phía sau người. Ô quang rõ ràng là một hư ảnh của lão giả áo bào đen mặt mũi hiền lành. Chỉ là hư ảnh mà thôi, không phải là thật thể. Lão giả áo bào đen mở miệng nói: "Nếu có người nhìn thấy hư ảnh này thì lão phu đã không còn tại thế." Nói ngắn gọn, lão phu là chấp pháp trưởng lão của Vạn Quỷ Tông Khúc Tiêu Giao. Lão phu từng yêu hận giết người, bị người đuổi giết. Tiếc nuối duy nhất chính là bại ở Tứ Quý. Nếu không phải bại bởi hắn, lão phu cũng sẽ không tuân thủ lời hứa, không rời khỏi đảo này một bước. Lão phu nói là làm. Đã quên nói, người khác đều gọi hắn là Tứ Quý Kiếm Tôn. Lão phu có cổ bảo nhiếp hồn linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuộc đời lão phu chỉ phục 3 người, hắn là một trong số đó. Di vật ở lão phu có một môn công pháp là Hoàng Tuyền Bí Điển Chấn Tông của Vạn Quỷ Tông. Đương nhiên, nếu là người tự cho mình là thanh cao, coi trọng chính ma phân chia, đem lão phu đi chôn là được. Lão phu cũng không bắt buộc. Nếu là tu luyện Hoàng Tuyền Bí Điển, lão phu cũng sẽ không hy vọng xa vời là ngươi sẽ trùng kiến Vạn Quỷ Tông. Ngươi giúp ta đi đến Thái Nhất Tiên Môn ở Đông Hoang, giúp ta nhìn xem thử Tư Quý đã chết hay không. Nói xong lời này, lão già áo bào đen hóa thành nhiều điểm linh quang, tán loạn biến mất. Viên châu màu đen rơi xuống mặt đất, ánh sáng ảm đạm xuống. Ba người Vương Trường Sinh nhìn nhau, một cảnh tượng vượt quá tưởng tượng của họ. Bọn họ trong nhận thức biết ma đạo tu sĩ đều là tâm ngoan thủ lạt, không giữ lời hứa, trở mặt vô tình. Nhưng mà vị Khúc Tiêu Giao này không giống vậy. Người này cùng Tứ Quý Kiếm Tôn luận bàn, sau khi thua thế mà lại tuân thủ lời hứa, không rời khỏi hoang đảo này. Câu nói cuối cùng là cho người ta có cảm giác đồng cảm. Khúc Tiêu Giao, nếu ta nhớ không lầm thì người này là đạo hiệu của Hoàng Tuyền Chân Nhân, cùng chính cùng tà. Thời điểm Vạn Quỷ Tông bị diệt, người này vẫn không có lộ diện. Có người nói hắn lâm trận bỏ chạy, có người nói hắn ẩn trốn, ý đồ trùng kiến Vạn Quỷ Tông. Không nghĩ tới người này lại ở đây tọa hóa, tuân thủ ước định với Tư Quý Kiếm Tôn. Ôn Nhiên có chút kinh ngạc nói, Kim Thiền Hải Vực xuất hiện một tiểu thế giới, thoát ra lượng lớn quỷ vật. Theo như lời Vương Thanh Sơn thì tiểu thế giới chính là Vạn Quỷ Tông. Vạn Quỷ Tông từng là một trong 10 đại môn phái của Nam Hải, nhưng tông chủ Vạn Quỷ Tông mở ra thông đạo, phóng ma tộc tiến vào, rồi bị các thế lực khác liên hợp lại tiêu diệt. Tổng đàn của Vạn Quỷ Tông ở Hải Vực bị đánh thành phế tích, biến thành Vạn Quỷ Hải Vực, một trong 7 đại hung địa của Nam Hải. Hoàng Tuyền Bí Điển Chấn Tông công pháp sao? Diệp Hải Đường lẩm bẩm, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Đã lấy đồ vật, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh thu hồi cái gì đó trên đất, rồi cùng Uông Nhị Yên, Diệp Hải Đường đi ra ngoài. Không qua bao lâu, băng phong giao chở 4 người Vương Trường Sinh bay lên trời cao. 3 tháng sau, bọn họ quay trở về Ngân Xà Đảo. Lần này đoạt bảo, may mắn có Diệp Hải Đường, nếu không sẽ không thuận lợi như vậy. Vương Trường Sinh, Uông Nhị Yên, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường ngồi trong thạch đình. Vương Trường Sinh lấy ra bảo vật đoạt được, ngoài trừ 10 món pháp bảo bậc 2 thì còn có lượng lớn tài liệu bày trận. Để cho Vương Trường Sinh cảm thấy hưng phấn là có một viên ngưng anh đan, một viên tuyết ngọc đan cùng 2 viên thọ nguyên đan. Còn có không ít công pháp bí tịch, quý nhất là thiên phẩm công pháp Hoàng Tuyền Bí Điển, có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, bổ sung nhiều loại bí thuật. Ngưng anh đan có thể phụ trợ kết anh, có thể để cho thanh sơn.
kết anh linh vật trên tay Vương Trường Sinh và U Nhiên quá nhiều. Không phải cứ kết anh linh vật càng nhiều, tỷ lệ lại càng lớn. Vương Minh Nhân trước đó không lâu cần Tuyết Ngọc Đan, có thể đưa Tuyết Ngọc Đan cho hắn. Vương Trường Sinh cũng hy vọng Vương Minh Nhân thay đổi thái độ, thân thiết với gia tộc nhiều hơn mà không phải là thờ ơ. Kiều Kiều, ta muốn một viên Thọ Nguyên Đan và tài liệu bày trận. Kiều Thúc, ta muốn khu thú trạc và một lọ dục linh đan là được. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Các nàng muốn đồ vật cũng không nhiều. Thanh Linh, người tự mình đưa Tuyết Ngọc Đan cho Minh Nhân Thúc đi. Ta và Kiều Thẩm muốn bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần quấy rầy chúng ta tu luyện. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Nam Hải sắp đại loạn, nếu bọn họ có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương gia sẽ không đến mức phải hy sinh nhiều. Vâng, Kiều Thúc, Kiều Thẩm, các người yên tâm bế quan đi, gia tộc giao cho chúng ta. Vương Thanh Linh vỗ ngực đáp ứng. Vương gia hiện tại tu sĩ kim đan có hơn 10 người. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên có thể lui về phía sau an tâm bế quan. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền cho bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên tu luyện công pháp là Nguyên Bộ, bởi vậy bọn họ đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ cùng giải quyết khi đưa tới Nguyên Anh Thiên Tượng, có thể cùng một chỗ đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Đi vào mật thất bế quan, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân hiện lên từng mảnh lớn lam sắc quang điểm, sau khi mơ hồ hóa thành một viên mai âm phù, tạo thành một khúc bài động lòng người, từng trận tiên âm. Hải Đường biểu môi, ta đi xem san hô hải vực, người thủ Ngân Xà đảo, có sự tình không xử lý được thì truyền tống đến Vân Hải Tông cầu viện. Vương Thanh Linh dặn dò một câu, thả ra băng phong dao rồi nhảy lên. Một người một thú biến mất ở phía chân trời. Diệp Hải Đường trở lại chỗ ở, tâm thần có chút không yên. Nàng đối với môn Hoàng Tuyền bí điển kia mười phần thấy hứng thú. Nguyên ý rất đơn giản, Hoàng Tuyền bí điển là độc môn linh thuật Hoàng Tuyền thần quang khắc chế được ảo thuật công pháp. Cửu U Thiên Huyệt Bảo Điển là ảo thuật công pháp. Ngoài ra, Hoàng Tuyền bí điển tu luyện đến Kim Đan kỳ, bổ sung thêm một môn thần thông Hoàng Tuyền pháp mục. Thật ra pháp mục chia thành tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là pháp mục linh thể, ví dụ như Diệp Lâm có Kim Nguyệt Linh Đồng. Hậu thiên pháp mục chính là bởi vì luyện chế pháp bảo, ví dụ như Ô Phượng pháp mục. Ngoài ra, có một chút công pháp có thể bổ sung vào pháp mục thần thông, nhưng loại công pháp này đặc biệt thưa thớt. Không chút khách khí nào mà nói thì Hoàng Tuyền bí điển chính là vì Diệp Hải Đường mà tạo ra. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, đáng tiếc nàng không có linh đồng. Nếu là tu luyện ra Hoàng Tuyền pháp mục thì trình độ phá trận của nàng sẽ rất cao, thực lực sẽ càng mạnh thêm. Trận pháp sư thân thể thực lực không mạnh, nếu là tao ngộ vào chiến đấu thì Diệp Hải Đường không phải là đối thủ của những kim đan tu sĩ kinh nghiệm phong phú. Quan trọng nhất là nàng muốn tự tay đâm chết Kiều Nhân mà không phải nhờ Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên. Thật ra nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của Kiều U Tông thì Vương gia không dám đi trêu chọc Kiều U Tông, nhiều lắm là giết vài tên cao giai tu sĩ Kiều U Tông thôi. Đối với Diệp Hải Đường mà nói, cái này còn chưa đủ. Nàng muốn là Kiều U Tông. Ở trong lòng nàng, Kiều U Tông là của Diệp Lâm, nữ thừa phụ nghiệp. Chính tay đâm chết Kiều Nhân, trưởng quản Kiều U Tông, đây chính là chuyện tình mà nàng tha thiết mơ ước. Tu sửa công pháp cần hao phí nhiều thời gian, vừa lúc nàng có được Thọ Nguyên Đan, không cần lo lắng về vấn đề Thọ Nguyên. Còn có một điểm, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên bế quan, Vương Thanh Sơn không ở đây, không có người quản thúc nàng, nàng có thể bí mật sửa tu công pháp. Cha, mẹ, ta nhất định phải thay đệ đệ báo thù. Ta muốn lấy lại thứ thuộc về cha. Ta không muốn như Thanh Kỳ biểu ca kia, không có tu vi, không có thực lực. Vương Thanh Kỳ được tộc nhân tôn trọng, đó là bởi vì hắn am hiểu luyện đan. Nhưng mà tộc nhân càng không phục Vương Thanh Sơn hơn. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Diệp Hải Đường nếu không thay đổi công pháp, đời này cũng chỉ núp ở phía sau bày trận pháp. Khó nghe một chút chính là công cụ, nàng không thích làm công cụ. Diệp Hải Đường
nhìn xa xôi về phía chân trời, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Trung Nguyên, vương triều Đại Yến, Lộ Châu, một mảnh sơn mạch xanh biếc liên miên vạn dặm, một tòa núi cao nghìn trượng. Vương Thiên Văn đứng ở đỉnh núi nhìn về phía xa xa, vì tìm kiếm động phủ tạo hóa của Họa Thánh Lục Hy. Vương Thiên Văn đi khắp nơi tìm hiểu tình huống của Lục Hy. Hắn càng hiểu biết Lục Hy, càng thêm bội phục người này. Lục Hy không có danh khí cao ở tu tiên giới, hắn rất ít tham gia những cuộc hội họp của người tu tiên, thanh danh không lớn. Nhưng hắn trân trọng phàm nhân, làm không ít việc lợi nước lợi dân. Chỉ là hắn không lưu lại danh tính, công tích đều bị địa phương chiếm lấy. Nhưng dân chúng từng nhận được ân huệ của hắn đều tương truyền bằng miệng với nhau. Hơn nữa còn lập miếu thờ cung phụng Lục Hy. Đại Yến, chính đức năm thứ 7, Thanh Châu Trần gia có cương thi làm loạn, giết hại mấy ngàn dân chúng. Lục Hy trảm yêu trừ ma, trị liệu cứu người. Đại Yến, chính đức năm thứ 35, Thanh Long Hà U Châu có yêu giao làm loạn, cắn nuốt mấy vạn dân chúng. Lục Hy lấy đại thần thông giết chết yêu giao. Tuyên thống năm 47, Vũ Châu đại hạn 10 năm, dân chúng lầm than. Hạn bạc thường lui tới, vạn dặm Vũ Châu không nơi nào được yên ổn. Lục Hy xâm nhập vào ổ hạn bạc, giết chết hạn bạc, thi vũ hóa giải tình hình hạn hán, cứu hơn 100 nạn nhân. Việc này là từ dân gian hoặc một ít tu sĩ cá biệt ghi lại. Ghi chép của quan lại địa phương lại không có Lục Hy, giống như là có người cố ý lau đi sự tồn tại của hắn. Hoặc là nói, Lục Hy không ham danh lợi, không hiện thành danh. Cho dù như vậy, cũng có rất nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn. Vương Thiên Văn rất bội phục cách làm người của Lục Hy, không màng công danh. Mấy năm nay hắn lần tìm khắp vương triều Đại Yến, đi qua rất nhiều địa phương, đều không tìm được động phủ tạo hóa của Lục Hy. Hiện tại đây là địa phương cuối cùng. Vương Thiên Văn căn cứ vào tình thi Lục Hy đích thần viết, sau khi trải qua điều tra mới tra ra được địa phương này. Vương Thiên Văn ngự khí bay về hướng xa xa. Không có bao lâu, hắn dừng ở bên ngoài một rừng mai. Trong không khí tràn ngập hương hoa. Lục Hy là Mai Sơn Bát Hiền, hắn đam mê hoa mai, cùng vẻ không ít hoa mai. Vương Thiên Văn hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong rừng mai. Rừng mai rất lớn, Vương Thiên Văn đi được một ngày một đêm cũng chưa thể đi ra ngoài. Trên thực tế là do hắn xúc động nên đã đi vào cấm chế. Vương Thiên Văn xem như không thấy tình huống hiện tại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cứ đi như vậy, chớp mắt đã một năm. Vương Thiên Văn ánh mắt kiên định, chắp tay về hướng hư không rồi nói: Lục tiền bối, vạn bối Vương Thiên Văn không phục tiền bối đã lâu, nay cố ý đến bái kiến tiền bối. Nếu có chỗ nào quấy rầy, còn mong tiền bối chớ trách phạt. Nói xong lời này, hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hóa lên, sau đó bản thân chợt xuất hiện ở bên trong một sân cốc đầy tiếng chim hót hoa thơm. Cách đó không xa có một tòa thạch đình màu xanh, một nho sinh trung niên khuôn mặt trắng nõn ngồi bên trong. Trên bàn đá bày ra một bàn cờ. Vương Thiên Văn nhìn thấy trung niên nho sinh, đồng tử co rụt lại. Trung niên nho sinh không phải là ai khác, chính là Lục Hy. Hắn còn sống. Không đúng, hắn phát hiện đối phương chỉ là hư ảnh, không phải là thật thể. Vương Thiên Văn bước nhanh đi về phía trước, cúi người hành lễ nói: Vạn bối Vương Thiên Văn, bái kiến Lục tiền bối. Người đến nơi này là vì chuyện gì? Thật sự chỉ là muốn bái kiến lão phu, không có mục đích khác sao? Lục Hy nhìn chằm chằm Vương Thiên Văn, thân sắc lạnh nhạt. Vương Thiên Văn do dự một lát rồi nói: Không dối gạt tiền bối, vạn bối là vì truyền thừa của ngày mà đến. Tiền bối vì nước vì dân, truyền thừa không nên bị cắt đứt. Người thật sự rất thành thật. Vì nước vì dân thì như thế nào? Lão phu cũng không phải là tọa hóa ở đây. Người từ đâu đến thì quay lại đó đi. Truyền thừa của lão phu sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Lục Hy khóe miệng nổi lên một chút trào phúng, lạnh lùng nói: Lục tiền bối, mấy năm nay vạn bối đi khắp dân gian Đại Yến, dân chúng địa phương đều còn nhớ rõ ân huệ của ngài. Hơn 1000 năm,
bọn họ vẫn không quên ngày. Ngày một thân sở học không nên để nó chôn vùi trong đất vàng. Vạn bối nguyện kế thừa sở học của ngày, vì nước, vì dân. Cử thế giai chi, si mị vọng lượng. Vương Thiên Văn nghiêm mặt nói, ánh mắt kiên định. Cử thế giai chi, khẩu khí thật lớn. Người dựa vào cái gì? Vương Thiên Văn tiến lên một bước, chân thật nói. Dựa vào một bầu chính khí. Những chuyện ngươi làm đều có ông trời nhìn. Ngài ẩn cư núi rừng, đối với những sự trên đời làm như không thấy. Yêu ma quỷ quái diện trò khắp nơi, chịu khổ còn không phải là dân chúng sao? Lục Hy lặng lẽ nửa ngày, sau đó hỏi. Người tu luyện công pháp nho môn, người nhận thức nho là gì? Tiên là gì? Hai bên có quan hệ gì? Chữ nho và chữ tiên giống nhau, đều có chữ người ở trong. Người phải đọc sách mới rõ lý lẽ, phản đối thị phi. Nho chính là hiểu vạn sự của tiên, còn tiên chưa chắc sẽ chứa bách tính phạm nhân trong mắt. Ngày và vạn bối đều là tiên, thật ra chúng ta chỉ lớn hơn nhân một chút mà thôi. Trong mắt Lục Hy lóe lên ngạc nhiên, đánh giá cao thấp Vương Thiên Văn một chút, lại hỏi. Nếu ngươi tu luyện có thành quả, ngươi muốn làm cái gì nhất? Che chở tộc nhân, thủ hộ gia tộc. Thủ hộ gia tộc sao? Vớ vẩn, trong mắt ngươi chỉ có tiểu gia, căn bản không có đại gia. Vương Thiên Văn lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không có tiểu gia thì làm sao có đại gia? Nếu ngay cả gia tộc sinh dưỡng của mình, vạn bối cũng không trân trọng. Vong ân phụ nghĩa, giả sử vạn bối là người như vậy, sẽ trân trọng người xa lạ không cùng huyết thống sao? Vô số tiểu gia tạo thành đại gia, mọi người cùng nhau che chở tiểu gia. Lục Hy lặng lẽ không đáp. Nửa ngày sau, hắn mở miệng nói. Bồi lão phu hạ một ván cờ, nếu thắng, truyền thừa của lão phu chính là ngươi. Vương Thiên Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người hành lễ, sau đó đi vào bên trong thạch đình cùng Lục Hy đánh cờ. Kỳ nghệ của Vương Thiên Văn cũng không tính là cao, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện kỳ nghệ của Lục Hy càng kém hơn. Lục Hy là cố ý nhường hắn. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Lục Hy vứt bỏ quân cờ trên tay, thở dài nói. Lão phu thua, truyền thừa sẽ cho ngươi. Tiên bối, người là cố ý bại bởi ta sao? Vương Thiên Văn thật cẩn thận nói. Lục Hy lộ vẻ mặt hồi ức, rồi nói. Đời này của lão phu chỉ thua 3 lần. Lần đầu tiên, lão phu bại bởi thanh danh. Lần thứ hai, lão phu bại bởi quyền thế. Lần cuối cùng, lão phu bại bởi ngươi. Ngươi đừng quên sơ tâm, nhớ rõ những lời nói của ngươi vừa nói. Vô số tiểu gia tạo thành đại gia, không cần ngươi làm rạng danh lão phu. Nếu có cơ hội thì thay ta đi xem Lỗ Vương phủ một chuyến, tìm một vị đệ tử vương tộc gọi là Khổng Ngọc Liên, mang bức họa này giao cho nàng. Nàng chắc là đã qua đời, thay ta nói một tiếng thật xin lỗi. Hắn lấy ra một cuộn tranh màu xanh đưa cho Vương Thiên Văn. Tiền bối, vạn bối nhất định giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Vạn bối. Vương Thiên Văn còn chưa nói hết lời, chợt có một trận hoa mắt. Sau đó hắn xuất hiện ở Mai Hoa Lâm. Cách đó không xa có một cuộn tranh màu xanh. Bên cạnh cuộn tranh còn có một túi trữ vật. Vương Thiên Văn quỳ xuống, liên tiếp dập đầu 3 cái rồi nói. Lục tiền bối, vạn bối nhất định sẽ nhớ rõ lời ngài dạy bảo. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi cuộn tranh màu xanh và túi trữ vật, ngự khí rời khỏi nơi này. Đồng Hoàng, Thái Nhất Tiền Môn, Kiếm Phong, Phương Thanh Sơn và Tiêu Dao Kiếm Tôn đang ở chân núi. Cả hai người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Người yên tâm tiến vào Kiếm Phong tu luyện đi. Hy vọng thầy trò chúng ta lần sau gặp mặt thì ngươi đã tiến vào Kim Đan tầng 8. Tiêu Diêu Kiếm Tôn vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm tu ở bên trong đấu pháp trưởng thành, Thái Nhất Tiên Môn đã thành lập Kiếm Phong được 4.000 năm. Kiếm tu ở Thái Nhất Tiên Môn đều có khát vọng tiến vào Kiếm Phong tu luyện, nhưng cần phải trả một bút điểm công hiến. Đại thế sẽ tới, Thái Nhất Tiên Môn phóng khoáng điều kiện, đại lực bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Ngay cả như thế, có thể đi vào Kiếm Phong tu luyện thì số lượng đệ tử
chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không có Tiêu Diêu Kiếm Tôn đề cử thì Vương Thanh Sơn cũng không thể tiến vào kiếm phong tu luyện. Cảm tạ sư phụ. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ, cảm kích nói: Tiêu Diêu Kiếm Tôn đối với hắn rất tốt, Vương Thanh Sơn thật sự tôn kính Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Ngươi đã kêu lão phu một tiếng là sư phụ, lão phu muốn hoàn thành trách nhiệm của sư phụ. Đi thôi, an tâm tu luyện đi. Lần trước ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, trưởng môn sư huynh đã phải trả giá đắt mới sửa chữa được cấm chế. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thật sự vậy cũng không có việc gì. Khánh Quốc, Hắc Ưng Sơn Mạch. Trong phòng nghị sự, Vương Thanh Thuần ngồi ở vị trí chủ tọa, đám người Vương Hiểu San ngồi ở hai bên, sắc mặt mọi người đều có vẻ ngưng trọng. Hiểu San, mọi chuyện trong tộc liền giao cho ngươi, ta muốn bế quan tu luyện, Vương Thanh Thuần dặn dò nói. Vương Thu Hồng phái Vương Thiên Mịch quay về Đông Hoang, đem Hắc Ưng Sơn Mạch tấn thăng thành bậc 3 để tránh chậm trễ quá trình Vương Thanh Thuần tu luyện. Vương Thiên Mịch đi theo Diệp Hải Đường học trận pháp. Trước kia Vương Trường Nguyệt có chỉ điểm qua Vương Thiên Mịch, trình độ bày trận của nàng gần với Diệp Hải Đường. Thập nhị thúc công, ngài cứ an tâm bế quan, chuyện khác giao cho Tôn Nhi. Vương Hiểu San miệng đầy đáp ứng. Sau khi Vương Trường Sinh và Úc Nhiên quay trở về Đông Hoang, Vương gia cùng Đường gia mở rộng quy mô hợp tác, đệ tử hai nhà thường xuyên kết làm vợ chồng, hai bên đều được lợi rất nhiều. Vương Thanh Thuần dặn dò vài câu rồi xoay người rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Thuần bàn tọa trên đất bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên một trận ánh sáng mờ mỏng manh, hư không tạo nên một trận gợn sóng, từng mảnh xích sắc quang điểm đột nhiên hiện lên. Nam Hải, Kim Thiền Hải Vực, Chu Sơn Đảo, phòng nghị sự. Vương Hiểu Du và Vương Minh Miểu ngồi ở vị trí phía trước, có hơn 20 tu sĩ trúc cơ ngồi ở hai bên. Mạnh Uyển, chuyện trong tộc liền giao cho ngươi, chúng ta bế quan tu luyện, Vương Hiểu Du dặn dò một người nam trung niên tầm 30 tuổi. Vương Minh Miểu sai đến Kim Thiền Hải Vực tăng thêm phòng ngự cho Chu Sơn Đảo, thủ vệ hoàng phẩm bí cảnh. Cô, các người yên tâm bế quan đi, chúng ta sẽ quản lý tốt gia tộc, Vương Mạnh Uyển vỗ ngực đáp ứng. Vương Hiểu Du gật đầu, dặn dò vài câu rồi tuyên bố tan họp, ai cũng bận rộn. Hồng Nguyệt Hải Vực, một hòn đảo nhỏ có diện tích mấy trăm dặm. Trung ương đảo là một mảnh lớn linh điền, một ngọn núi xanh biếc cao hơn nghìn trượng, có không ít nhân ảnh đi lại. Ở phía tây bắc hòn đảo có một cái thôn trấn nhỏ, sinh hoạt hơn 10 vạn phàm nhân. Đây là đảo nhỏ Vương gia khống chế, có 500 mẫu linh điền, gieo trồng lượng lớn linh dược, đóng quân 50 người tu tiên. Vương Hiển Thịnh là người tu tiên có thực lực mạnh nhất ở trên đảo. Hắn là một trong Vương gia thất kiệt, theo dân cư gia tăng, Vương gia định cho ra một loạt chính sách bồi dưỡng tộc nhân. Ngũ tử thất kiệt, ngũ tử là luyện khí kỳ, thất kiệt là trúc cơ kỳ. Thất kiệt là đối tượng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ có thể ưu tiên kim đan, tiện sát theo tộc nhân khác. Phòng nghị sự, Vương Hiển Thịnh đang mời dự họp tộc. Bọn họ thanh trừ yêu thú phụ cận hải vực, thu hoạch tương đối khá, đang trong công tác thống kê thu hoạch. Mặt đất chợt kịch liệt run hẳn lên, chén trà trên bàn suýt rơi vỡ trên mặt đất. Sao lại thế này? Địch tập kích, theo ta nghênh địch. Vương Hiển Thịnh đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, dần đầu xông ra ngoài, nhưng người khác theo sát ngay sau đó. Ngự kiếm bọn họ bay lên giữa không trung, vẻ mặt mọi người đầy vẻ khiếp sợ. Một cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện ở trên biển phụ cận, mặt biển vài dặm trong phạm vi lốc xoáy không ngừng có sóng lớn dao động mạnh liệt, tạo nên từng cơn sóng lớn cao vài chục trượng. Chỗ trung tâm lốc xoáy là một cái hình thể yêu thú màu đỏ thật lớn. Loại yêu thú này ngoại hình giống như là quái ngư, bên ngoài thân có một vòng linh văn màu đỏ, trong mắt thì màu xanh biếc. Đây là một con hạ phẩm yêu thú bậc 3. Nó không ngừng phun ra từng viên hỏa cầu cỡ lớn như vại nước đánh về phía hồ đảo đại trận. Không tốt, đây là bích đồng diễm ngưu bậc 3. Trước đó không lâu, chúng ta đã tiêu diệt một đám bích đồng diễm ngưu bậc 2. Nó là tới báo thù, mau cảnh báo cho gia tộc.
Vương Hiền Thịnh biến sắc, vội vàng dặn dò. Một tiếng rống quái dị vang lên, một viên hỏa cầu lớn nện vào hồ đảo đại trận, ánh lửa văng ra khắp nơi, từng mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng lan tràn ra. Hồ đảo đại trận là phiên bản đơn giản nhất của trận pháp bậc 3, không dễ mà công phá như vậy. Nhưng mà nếu yêu thú bậc 3 điên cuồng công kích như vậy, hồ đảo đại trận chợt sáng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mấy chục viên hỏa cầu lớn nện vào trên hồ đảo đại trận, hồ đảo đại trận rốt cuộc cũng không chống đỡ được, bị phá vỡ ra. Bích Đồng, Diễm Ngưu xông lên hòn đảo, phun ra từng mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ, công kích vào tu sĩ Vương gia. Một đạo ánh sáng bạc chói mắt bay ra. Đúng vậy, chính là Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân đã tu luyện đến Kim Đan tầng 2. Hắn nhận được tộc nhân cầu cứu, lập tức lợi dụng truyền tống trận để chạy tới đây. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi mình bên ngoài thân vang lớn. Vô số ngân sắc điện hồ xuất hiện dữ dội ở ngoài thân, hóa thành một viên lôi cầu lớn như vải nước, đánh về hướng Bích Đồng Diễm Ngưu. Từng mảnh lớn ngân sắc điện hồ bao phủ hơn nửa cái thân hình của Bích Đồng Diễm Ngưu. Bích Đồng Diễm Ngưu phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một hình thể giao long màu trắng xuất hiện ở phía chân trời, lập tức xuất hiện phía bên trên không của Bích Đồng Diễm Ngưu. Đuôi của bạch sắc giao long quét ngang, chuẩn xác đánh vào trên người Bích Đồng Diễm Ngưu. Thân hình khổng lồ của Bích Đồng Diễm Ngưu nhất thời bị dội ngược ra ngoài, chém gãy mấy cây đại thụ che trời, trùng trùng nện vào mặt trên của ngọn núi. Một đạo bạch quang bắn nhanh đến, đánh trên người của Bích Đồng Diễm Ngưu. Mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng của thân thể nó. Đúng lúc này, nó phát lên một tiếng rống quái dị. Bên ngoài thân Mạnh Bân xuất hiện từng mảnh hỏa diễm màu xanh, băng tầng nhanh chóng hòa tan. Đúng lúc này trên bầu trời chợt đen xuống, một đoàn mây đen lớn vài dặm xuất hiện trên đỉnh đầu, truyền ra một trận trầm đục. Một tiếng lôi minh thật lớn vang lên, mấy chục đạo tia chớp màu bạc từ bên trong bay ra, bổ về phía Bích Đồng Diễm Ngưu. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng mảnh lớn lôi sắc lôi quang che kín Bích Đồng Diễm Ngưu. Từng đạo tia chớp màu bạc bên trong bay ra, bổ vào trên ngân sắc quan thượng, lôi quang liền đại trướng. Bên trong lôi quang sáng lên một trận xích sắc hỏa quang, có ý đồ dập tắt lôi quang, nhưng đều không có tác dụng gì. Ngừng đánh lại, màu đỏ trong ánh lửa rất nhanh dập xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, lôi quang tán đi, mây đen cũng biến mất không thấy đâu. Cả thân thể của Bích Đồng Diễm Ngưu cháy đen, vẫn không nhúc nhích, nằm ở trong đất. Bùn đất xung quanh biến thành khô cằn, một trận khói đen nghi ngút. Mạnh Bân, làm tốt lắm. Vương Thanh Linh tán dương. Ít nhiều có thái thái cô nải nải hỗ trợ, nếu không Tôn Nhi cũng sẽ không dễ dàng tiêu diệt yêu thú này như vậy. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói. Vương Thanh Linh gật đầu, nhìn Vương Hiển Thịnh dặn dò. Hiển Thịnh, người phái người gia tăng cảnh giới, thông báo cho tộc nhân các đảo khác tăng mạnh đề phòng, không được sơ ý. Các người cần thanh trừ yêu thú, nói không chừng lại có yêu thú bậc 3 lại báo cửu. Vâng, lão tổ tông. Vương Hiển Thịnh đáp ứng, chỉ huy tộc nhân đi báo tin. Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân xử lý thi thể của Bích Đồng Diễm Ngưu. Vòng quanh phụ cận hải vực cũng không có phát hiện yêu thú bậc 3, rồi mới quay trở về Ngân Xà Đảo. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 10 năm rất nhanh liền trôi qua. Ngân Xà Đảo, trong một quảng trường đa lớn, Vương gia đang đại tiệc lớn. Hôm nay là đại thọ Vương Thiên Phúc 100 tuổi, cũng là thập cửu tử, hắn đầy tháng. Hắn rộng rãi mời tân khách. Đại buổi tiệc lớn, đương nhiên là vì muốn thu nhiều tài vật. Thọ nguyên của hắn cũng không còn nhiều lắm, trước khi tỏa hóa, hắn muốn tận tình hưởng lạc. Các vị đạo hữu, tiền bối, đa tạ các vị ở nơi xa ngàn dặm đến tham dự thọ thần 100 tuổi của lão phu. Chén rượu này ta kính mọi người. Vương Thiên Phúc giơ chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Vương đạo hữu khách khí, đây là chuyện chúng ta nên làm. Đúng vậy, Vương đạo hữu khách khí rồi. Nghe thấy những tu sĩ khác lấy lòng, trên mặt Vương Thiên Phúc lộ ra vẻ đắc ý. Hắn là ngũ linh căn, nhưng mà so với trúc cơ thì dễ chịu hơn. Thê thiếp thành đàn, ngũ đại đồng đường, cả đời hắn không hề sống uổng phí. Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên,
Bầu trời sáng sủa, chợt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Là kim đan lôi kiếp, vương gia muốn có thêm một vị kim đan tu sĩ. Tân khách ở đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Vương Thiên Phúc trên mặt cười tươi càng sâu, ngạo nghễ nói: "Ha ha, mọi người đừng ngạc nhiên, kim đan tu sĩ tính là cái gì? Gia tộc bọn ta xuất hiện nguyên anh tu sĩ cũng không kỳ quái." Hắn nói xong lời này, cuồng phong nổi lên tứ phía. Trong hư không chợt hiện lên linh quang đủ mọi màu sắc, lộng lẫy vô cùng, như là phóng pháo hoa vậy. Linh khí trong phạm vi trăm dặm đều đã ùa về một phương hướng, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Đây là kết anh thiên tượng, có người muốn đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Một trúc cơ có kiến thức rộng rãi kinh hô. Lời này nói xong, cả sảnh đường kinh ngạc. Một đội vương gia tu sĩ từ xa bay tới, dừng lại ở quảng trường đá. Dẫn đội là Vương Quý Quân. Tất cả mọi người không được phép rời khỏi nơi này, ai vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Quý Quân lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Một ngọn núi cao, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thiến ở trong thạch đình trên một ngọn núi, nhìn về phía một tòa trang viên ở phía xa xa, vẻ mặt bọn họ đầy khẩn trương. Tính toán thời gian, Vương Trường Sinh và Ung Nhiên bế quan được 10 năm, đưa đến kết anh thiên tượng cũng không kỳ quái. Vương Thanh Thiến 10 phần khẩn trương. Nàng là lần thứ 2 thấy được người khác kết anh. Khác nhau là một lần là Tử Nguyệt tiên tử kết anh, lúc này đây là Vương Trường Sinh và Ung Nhiên, cha mẹ nàng kết anh. Trên không trang viên hội tụ lượng lớn linh quang, từ từ ngưng tụ thành một mảnh. Nửa khắc đồng hồ sau, lấy chỗ Vương Trường Sinh làm trung tâm, mảnh lớn ánh sáng mở trong phạm vi 500 dặm, tiếng gió hú thành âm sấm sét nổi lên, ngũ sắc hà quang kịch liệt quay cuồng, khoách tán ra bốn phương tám hướng. Một tiếng lôi minh vang lên thật lớn, ngũ sắc hà quang ngưng tụ thành một đoàn ngũ sắc linh quang thật lớn, ẩn chứa nhiều ngũ hành linh khí. Trong mật thất, Vương Trường Sinh và Ung Nhiên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hai người mắt khép hờ, nhíu mày tựa như là đang gặp phải chuyện gì không tốt. Lúc này, bọn họ đang trải qua tâm ma. Vương Trường Sinh đứng trong một tòa sân yên tĩnh, hai đứa bé một nam một nữ chạy vòng quanh hắn. Thạch đình cách đó không xa, hai nữ một nam cùng ngồi với nhau uống trà nói chuyện phiếm. "Cha, mẹ, biểu muội, các ngươi sao lại ở đây? Ta không phải ở Ngân Xà Đảo sao?" Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. "Cái gì Ngân Xà Đảo? Kim Xà Đảo? Đây là Thanh Liên Sơn. Con và Ngưng Hương biểu muội thành thân, sao còn gọi là biểu muội?" Liễu Thanh Nhi dùng một giọng điệu trách mắng nói. "Quên đi, mẹ. Phu quân thích gọi gì thì gọi, chúng ta quả thật là biểu huynh muội." Triệu Ngưng Hương cười nói, ánh mắt nhìn Vương Trường Sinh tràn đầy nhu tình. Vương Trường Sinh nhướng mày. Thời niên thiếu, cha mẹ hắn đều hy vọng hắn cưới được Triệu Ngưng Hương, thừa kế vị trí gia chủ, củng cố mối quan hệ của hai nhà. Nhưng mà cái nhìn của Triệu Ngưng Hương có vẻ tương đối cao, một lòng muốn bái nhập môn phái tu tiên, một mình lén chạy đi tham gia thăng tiên đại hội, bái nhập Dược Vương Cốc. Ai da, nữ đồng té ngã trên đất, cánh tay bị thương, máu chảy không ngừng, nàng nhất thời khóc lớn. "Thanh Thiến, con như thế nào? Mau đứng lên." Triệu Ngưng Hương vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên người nữ đồng, đỡ nữ đồng đứng dậy. "Thanh Thiến, hắn đâu?" Vương Trường Sinh chỉ vào nam đồng bên người hỏi. "Thanh Chí, bọn họ là đứa nhỏ của con và Ngưng Hương biểu muội. Thanh Thiến là tỷ tỷ, Thanh Chí là đệ đệ. Con mà ngay cả nhi nữ của mình cũng đều không biết sao?" Vương Minh Viện hoang mang nói. "Cha, chơi với con muốn cười tiểu mã khôi lội thú." Vương Thanh Chí bắt lấy ống quần Vương Trường Sinh, sợ hãi nói. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng nói, "Chính là ảo thuật, tưởng lừa được ta sao?" Vương Thanh Chí kiệm lời ít nói. Vương Trường Sinh nếu không quan tâm tới hắn, Vương Thanh Chí tuyệt đối sẽ không mở miệng. Còn về phần Thanh Thiến, nàng thì tốt hơn, cánh tay bị thương liền khóc, căn bản không phải là diễn xuất của nàng. Còn có Vương Minh Viện, mỗi lần đều là bộ dáng nghiêm khắc, có thể sẽ không hòa ái dễ gần như vậy.
Nói xong lời này, hắn chỉ cảm thấy đầu váng hoa mắt, bên tai truyền đến một trận hô giết, mơ hồ có tiếng khóc đứa bé hỗn loạn. Hắn chợt xuất hiện ở bên ngoài trang viên, trên đất có một khối thi thể, rõ ràng là tu sĩ Vương gia. Bên trong trang viên ánh lửa tận trời. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Chí lao ra khỏi trang viên. Từng mảnh lớn phong nhận màu xanh xuyên thủng thân thể của bọn họ. Bọn họ ngã vào trên vũng máu. Cha, chạy mau! Thanh Thiến, Thanh Chí! Vương Trường Sinh vội vàng chạy đến, đỡ được Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi. Một đội đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn vọt ra, cầm đầu là Vương Minh Nhân. Trường Sinh, người dung túng nhị thập nhất thúc hành hung làm ác, sát hại đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, ta phụ mệnh truy bắt các người, người phản giết không tha. Vương Minh Nhân lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Người điên rồi, ngươi cũng là họ Vương. Vương Trường Sinh lớn tiếng rít gào, vẻ mặt bi phận. Ta họ Vương, nhưng cũng là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Người dung túng nhị thập nhất thúc giết hại đệ tử của Lưu Sư Thúc, ta quân pháp bất vị thân, phụ mệnh truy bắt các người. Thức thời mà nói, thành thật theo ta trở về, đền tội nhận tội, còn có thể lưu ngươi toàn thân. Một tấm lam sắc đại vọng từ trên trời giáng xuống che kín người của Vương Minh Nhân. Uông Nhiên vọt ra la lớn, phụ quân đi mau. Vương Minh Nhân há mồm phun ra từng mảnh lớn kim sắc hỏa diệm, đốt đứt lam sắc đại vọng. Khoát tay một cái, một đôi viên hoàn hồng quang lập lòe bay ra, xuyên thấu thân thể của Uông Nhị Yên. Uông Nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Phu quân, chạy mau! Nhìn thấy thê tử đồng cam cộng khổ bị giết, ánh mắt Vương Trường Sinh biến thành màu đỏ như máu. Một cỗ ý nghĩ giết chóc mãnh liệt nhảy vào trong đầu, lấy ra pháp khí công kích Vương Minh Nhân. Khốn khiếp, ta giết người! Vợ con bị giết trước mặt, Vương Trường Sinh bị kiều hận làm cho choáng váng đầu óc, chém giết với Vương Minh Nhân. Kim phách ngọc bội ở trên ngực Vương Trường Sinh vang lên một trận phạm âm, phát ra một trận hào quang che kín Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh khôi phục lại như thường, nhưng rất nhanh, mặt hắn lại nhăn hẳn lên, hiển nhiên là trải qua một cái tâm ma. Uông Nhiên bên người cắm một cây điểm hỏa đàn hương, mày liễu nhăn lại, nàng đang trải qua tâm ma. Một tòa sân yên tĩnh, Uông Nhiên đang cùng mẫu thân Dương Nguyệt cầm phẩm trà nói chuyện phiếm. Yên Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng nên tìm một nhà tốt để phó thác rồi. Tiền đồ gian nan, vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi xa được. Đây đều là những trúc cơ tu sĩ vừa với độ tuổi của con, con xem thích người nào. Dương Nguyệt cầm vừa nói, vừa lấy ra mấy chục cuộn tranh đưa cho Uông Nhiên xem xét. Uông Nhiên toàn bộ đều mở ra xem một chút, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Mẹ, nữ nhi cũng không biết ai thích hợp, mẹ nhìn cho con là được. Dương Nguyệt cầm cười gật đầu rồi nói, Thanh Dương Tông, Lý Diêu, không tội. Tổ phụ của hắn là tu sĩ Kim Đan, nếu con gả qua đó nhất định có thể hưởng phúc. Lý Diêu sao? Người này có tiếng trăng hoa, thê thiếp thành đàn. Mẹ, ngày nở để con gả cho hắn sao? Ô Nhiên nhíu mày nói, nhà đầu gốc, gả cho ai mà không phải là gả. Lý Diêu tốt xấu cũng là hậu nhân của Kim Đan tu sĩ, nếu con không có bá công là tu sĩ Kim Đan, người ta chưa chắc đã để ý đến con. Tu sĩ yêu thương nhung nhớ hắn nhiều không đếm xuể. Con còn trẻ, không hiểu chuyện, nghe theo mẹ không sai. Gả qua rồi thì cần nghe theo lời phu quân, giúp chồng dạy con, không được ương bướng. Dương Nguyệt cầm tận tình khuyên bảo. Ô Nhiên nhẹ thở dài một hơi, tay phải vuốt ve ngọn tóc, ánh mắt lạnh lùng nói, người căn bản không phải là mẹ của ta. Mẹ của ta không phải là người như thế. Trong khoảng thời gian này, người suốt ngày nói với ta việc giúp chồng dạy con, căn bản không đề cập tới chuyện tu luyện. Giả thủy chung vẫn là giả. Nếu không phải là người hóa trang quá giống người, ta đã sớm vạch trần ngươi rồi. Nói xong lời này, tay áo Uông Nhiên run lên, bay ra một mảnh tế ti lớn màu lam xuyên thủng thân thể của Dương Nguyệt Cầm. Dương Nguyệt Cầm hóa thành nhiều điểm linh quang, bay toán loạn rồi tan biến. Uông Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian màu xám, từng trận âm phong thổi quét qua.
Đi theo bên người là một đội tu sĩ Uông gia, Vương Trường Sinh đi song song cùng với nàng. Quỷ Uyên Vũ Nhiên nhíu mày, liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh. Uông tiên tử, phía trước hình như có gì đó khác thường, chúng ta đi qua đó xem đi. Vương Trường Sinh mở miệng đề nghị, giọng điệu thành khẩn. Uông Nhiên gật đầu. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hai người đều chau mày, đều đang đối mặt với tâm ma. Ngoài thân Vương Trường Sinh được một mảnh lớn bảy dải linh quang che kín, một luồng khí thể cuồn cuộn trôi nổi trong mùi của Uông Nhiên. Bên ngoài trang viên, ba người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân nhìn chỗ ở của Vương Trường Sinh. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lúc này, năm sắc quang đoàn đã nhập vào bên trong trang viên. Trong phạm vi trăm dặm, vân phòng xoay chuyển, linh khí khổng lồ đều hội tụ vào trong trang viên. Năm sắc quang đoàn càng ngày càng nhỏ, giống như là bị ai đó cắn nuốt vậy. Sau nửa canh giờ, trong mật thất, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Vô số linh quang ngũ sắc ùa vào trong miệng mũi của bọn họ. Bọn họ đầu đầy mồ hôi, cắn chặt khớp hàm, tự như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ nào đó. Nếu có người dùng thần thức nhìn vào đan điền của bọn họ, có thể phát hiện đan điền của bọn họ trướng lên không chỉ gấp đôi. Linh quang lập lòe, linh khí cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong kim đan. Thể tích của kim đan không ngừng tăng lên. Nửa khắc trùng sau, kim đan của hai người xuất hiện một vết rách nhỏ. Vết rách nhanh chóng mở rộng, kim đan vỡ vụn. Theo đó xuất hiện hai đứa trẻ con mập mạp, hai đứa trẻ cao khoảng một tấc. Ngay từ đầu, đứa trẻ còn có chút suy yếu, linh quang ngũ sắc không ngừng cuồn cuộn ùa vào bên trong cơ thể. Nguyên Anh hai người trưởng thành không ít, tinh thần hưng phấn, vui vẻ ra mặt. Nguyên Anh của Vương Trường Sinh ôm ba khỏa Sơn Hải Châu, Nguyên Anh của Uông Nhi Yên ôm Kim Liên Cầm. Vang lên một trận tiếng lôi minh thật lớn, trong mắt hai Nguyên Anh lộ ra vẻ sợ hãi. Một đoàn mây đen thật lớn xuất hiện trên bầu trời trang viên, bao trùm vài chục dặm. Vô số luồng lôi xà màu bạc như thủy triều chạy ở bên trong mây đen, âm thanh nặng nề không ngừng truyền ra. Ba người Vương Thanh Thiến cảm nhận được khí thế kinh người của lôi vân, vẻ mặt đại biến. Ba người đều bay ra xa. Sao lại thế này? Dựa theo điển tịch ghi lại, lôi kiếp kết anh sẽ không lớn như vậy. Dị tượng cũng lớn quá rồi. Chẳng lẽ Kiều Thúc và Kiều Thầm cùng lúc đánh vào Nguyên Anh kỳ sao? Vương Thanh Linh có chút hoang mang nói. Cái này khó mà nói, thật đúng là rất có khả năng. Trong nhận thức của bọn họ, Nguyên Anh tu sĩ đều đơn độc kết anh, rất ít người kết anh cùng lúc. Chỗ ở cùng sẽ tách ra, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Nhiên không tách nhau ra. Kết anh gây ra dị tượng lớn như vậy, khó trách tránh khỏi làm cho bọn họ hoài nghi. Tổ tông phù hộ, hy vọng cha mẹ thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ đi. Vương Thanh Thiến lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng. Mây đen kịch liệt quay cuồng, tiếng nổ lôi minh vang lớn. Mấy tia chớp thô to màu bạc bay ra từ bên trong mây đen, bổ về phía trang viên. Một tòa kiến trúc trực tiếp bị bổ thành phế tích, bụi đất bay lên mù mịt. Thấy một màn như vậy, Vương Thanh Linh có thể xác định Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đồng thời đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, cũng chưa bao giờ xem được trong điển tịch. Lôi vân đen kịt quay cuồng một trận, một mảnh lớn tia chớp màu bạc hạ xuống, số lượng còn hơn ban nãy nhiều. Trong lòng Vương Thanh Thiến căng thẳng, lôi kiếp của Vương Trường Sinh và Uông Nhiên lớn hơn không chỉ gấp đôi lôi kiếp của Tử Nguyệt Tiên Tử. Cũng không biết Vương Trường Sinh và Uông Nhiên có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không. Ba viên châu bắn ra, xoay tròn chuyển động, toát ra vô số sương mù màu vàng. Không qua bao lâu, toàn bộ trang viên bị một mảnh lớn sương mù che kín lại. Tia chớp màu bạc nhập vào bên trong hải vụ, giống như là hạt cát nhập vào bên trong biển lớn. Chút tiếng vang cũng không có truyền ra. Tiếng lôi minh oanh đùng không ngừng vang lên, nhiều gấp đôi so với tia chớp màu bạc lúc trước bổ về phía hải vụ màu vàng. Lôi quang màu bạc và hải vụ màu vàng va chạm vào nhau, mỹ lệ vô cùng. Trôi qua một chén trà nhỏ thời gian, lôi vân màu đen không ngừng bổ xuống tia chớp màu bạc, giống như vô cùng vô tận vậy, uy lực càng lúc càng lớn,
Sương mù màu vàng bị đánh tản đi hơn phân nửa. Một tiếng lôi minh thật lớn vang lên. Lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng. 10 tia chớp màu bạc thô to bay ra từ bên trong lôi vân, đánh về phía hải vụ màu vàng. 10 lôi mảng màu bạc nhập vào bên trong hải vụ màu vàng, chợt bị vỡ ra, hóa thành vô số hồ quang màu bạc, bắn ra khí lưu mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cuốn lên cuồn cuộn bụi đất. Vương Trường Sinh và Ung Nhiên đứng ở bên trong đá vụn. Quần áo trên người hai người đã bị rách tung tóe, khí tức uể oải. Lại vang lên một trận tiếng lôi minh thật lớn, mây đen kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra ba loại hồ quang màu thanh, lam, hồng. Đây là tam sắc thần lôi, sao có khả năng? Lôi kiếp kết anh, sao lại có tam sắc thần lôi? Vương Thanh Thiến kinh hô, hai tay nắm chặt góc áo, vẻ mặt khẩn trương. Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân nhìn nhau liếc mắt một cái, hít thở mạnh cũng không dám. Nhìn chằm chằm vào tam sắc thần lôi, tam sắc lôi vân kịch liệt quay cuồng, hóa thành mấy chục luồng tam sắc lôi mâu bay nhanh đánh xuống. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Ung Nhiên đại biến, toàn thân hai người sáng lên một trận lam quang, hóa thành một cái lam quang cầu che kín bọn họ. Vương Trường Sinh khoát tay, bay ra một cây dù nhỏ màu xanh. Dù xanh mở ra, tán ra một mảnh sáng xanh mờ che kín hai người bọn họ lại, hình thành vòng phòng hộ thứ hai. Ung Nhiên lấy ra một viên châu màu đen, hóa thành một màn hình màu đen, hình thành vòng phòng hộ thứ ba. Lôi màu tam sắc đánh lên trên lớp màn phòng hộ, nhất thời vỡ ra. Vô số tam sắc hồ quang bay nhảy, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh và Ung Nhiên. Bụi đất bay lên, khí lưu cuồn cuộn. Trôi qua 10 hô hấp, lôi quang tam sắc tán đi, bầu trời khôi phục trong xanh. Vương Trường Sinh và Ung Nhiên nằm bên trong đá vụn, khí tức uể oải. Vương Trường Sinh ôm Ung Nhiên vào trong lòng, bảo vệ cả người Ung Nhiên. Hắn máu chảy không ngừng, cánh tay cháy đen, toàn thân truyền đến một mùi thịt cháy khét, dựa vào linh áp mạnh mẽ của bọn họ tản mát ra, rõ ràng đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh vì bảo hộ Ung Nhiên, chắn đại bộ phận thương tổn. Nếu hắn không phải là thể tu, đã sớm bỏ mạng bên trong lôi kiếp rồi. Phu nhân, người không sao chứ? Vương Trường Sinh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Ung Nhiên thân thiết hỏi. Ung Nhiên bổ nhào vào trong lòng của Vương Trường Sinh, ôm chặt lấy Vương Trường Sinh, nghẹn ngào nói không ra lời. Uy lực của tam sắc thần lôi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hai người lấy ra hai kiện pháp bảo phòng ngự bậc hai, hơn nữa còn có thêm thủy nguyệt huyền quang, vẫn là thiếu chút nữa đã lấy mạng của bọn họ. Nếu không có Vương Trường Sinh chắn đi đại bộ phận thương tổn, Ung Nhiên chưa chắc đã chịu được. Nói cũng kỳ quái, chính mắt bọn họ chứng kiến lôi kiếp kết anh của Tử Nguyệt tiên tử, cũng không xuất hiện tam sắc thần lôi. Chẳng lẽ do bọn họ đồng thời kết anh sao? Lôi kiếp kết anh cũng lớn hơn một chút. Vương Thanh Thiến phi đến trước mặt Vương Trường Sinh và Ung Nhiên, có chút khẩn trương hỏi. Cha, nương, hai người không có việc gì chứ? Chúng ta không có việc gì. Không nghĩ tới việc đồng thời đưa tới lôi kiếp nguyên anh. Vương Trường Sinh lắc đầu cười nói. Hồi tưởng quá trình kết anh, trên mặt Vương Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.